Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng phòng ngừa đung dừa bằng cách là dùng muối và cái đung dừa thì có nhiều cách để dùng. Trong có thể dùng muối là một, dùng muối để phòng ngừa nó cũng đơn giản mà nó lại rẻ tiền. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn làm một cái bỏ vào chai. Ta bỏ muối vào chai và cắt một lỗ trống để thoát lần lần. Thế này là kim vương. Bố đang làm gì biết không? Làm tốt cái cây dừa chứ anh làm gì? Tốt cây dừa thôi. Làm gì nữa? Thế nào tốt cái cây dừa? Ôi trời ơi! Đó, lùn bố chai nữa Bi, lùn bố chai nữa. Ok. Luôn. Bỏ đây đỡ hơn. Bỏ đây xem này, muối nước muối nó ra này. Muối nó có mưa, nước muối nó ra. Này có mấy cái lỗ nó sẵn hết đây nha. Như lần lần muối nó cứ thấm ra. Thấm ra nó cứ dơ. Như là không còn tới này. Nếu không ấy thì mình đọc thêm cái lỗ bự bự ra nữa. Mưa nước nó sẽ tràn vô đó. Xem nhé. Cái này cũng bỏ hết nữa này, cái này không sao này. Thấy ngọn nó mướt ghê không? Nhỏ nó bỏ không kiến nó không sao hết. Mấy con cái dừa này cánh là nát cả tèo, cánh nát tèo. Bỏ muối vào thì nó cái chất cái gương nó không tới được, nó dơ nó bỏ nó đi. Chắc muối nữa, muối khó chịu nữa. Bỏ đi. Đây là cây lá bối nha, cây lá bối uống. Treo như đó, thấy treo lơ lửng chưa? Nó đỡ lắm, nó đỡ về kim gương, đun dừa và rễ nữa, đảm bảo đủ tiêu chí. Ngon, bổ rễ nha.
chăm sóc kỹ sẽ nhanh ra trái. Thì giờ mới trồng 2 năm nha các bạn, mới 2 năm thôi. Đây cũng vậy, treo lơ lửng. Mới 2 năm thôi, cỡ 1 năm là trái, sang năm là trái thôi. Đây cây bưa bút, những bưa bút. Bút cũng mới có 2 năm. Hột mà phổi hột bỏ lên nó tốt, cái dừa cái gì đâu mà nó, tôi nghĩ là nó dơ, cái dương nó không có táo đâu.